Hôm nay em xin giới thiệu máy ép dầu J168 này, 1800W này, hướng dẫn cách lắp đặt này, trục này. À, đầu tiên mình cầm trục này, mình đút vào khe này, đó, lắp khe này, mình cầm này này, mình đút vào. Đó. Cái chốt này, và gọi vừa đây, nếu mà không vừa nhá, chúng ta phải xem lại cái đầu bã chỗ này. Này, đó. Đút vào. À, cái chỗ này chúng ta ấn vào. Rồi, cái này ta lắp đây. Nhưng cái này không cần lắp cũng được, để cho thoáng mình có thể nhìn bã ra. À, bây giờ em hướng dẫn tháo trục ra vệ sinh này. À, đầu tiên mình cầm cái que sắt này, đút qua cái thanh này, ấn xuống. Ấn xuống, rồi rút cái trục này ra, cái que khóa chốt này ra. Đấy. Lúc đang nóng mình cầm này này, mình rút ra. Đấy. Mình rút ra. Rút ra, mình phải dùng găng tay nhé. Bây giờ đang nguội thì mình đang có thể cầm tay đây. Khi nóng mình cầm nó mình kéo ra. Mình kéo ra mình rút ra ngoài. Đấy. Nhớ là khi mà đang sử dụng ấy, cái này này, nếu mà nó bị kẹt này. Đấy, mình có thể cầm này mình gõ một phát nhẹ xuống. Rút ra ngoài. Đấy. Đấy. Ta lắp vào như cũ. À, lắp vào. Lắp vào. Khe, ta lắp vào. À, ấn lên. Thế là xong. Đấy. Bây giờ cái trường hợp thứ hai. Có nghĩa là khi mà chạy mà mất điện. Này. Khi mà chạy chúng ta bị mất điện nhé. Thì ta chờ khi có điện. Đấy. Ta điều chỉnh cái nhiệt độ này độ lên 180 độ này. À, 180 độ. Mình chờ đến 10 phút. Xong đầu mình ấn start. Start là một vạch này. Đấy, start là một vạch này. Thì lúc có điện rồi mình làm nóng lên rồi thì đủ hết ra, xong rồi mình sẽ rút ra tháo ra bình thường. À.